mình chào tất cả người anh em nhé. Hôm nay em xin giới thiệu với người anh em một số sản phẩm mixer hàng bãi Mỹ ha. Đó là về thương hiệu của Mackey. Mackey một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ ha. Và hàng này đặc biệt hơn nữa là được sản xuất tại Mỹ ha. Một dòng Mackey phải nói là hết sức đình đám của nói về mixer bàn. Đầu tiên thì vô vấn đề chính là em giới thiệu sơ qua cái con Mackey model đó là 1202 VLZ. Đấy. Một con hàng cực kỳ đẹp. Anh em nhìn sơ qua cái ống kính điện thoại thì thấy như vậy là đủ đẹp rồi không? Hàng bãi mà nó đẹp như này thì anh em phải an tâm về chất lượng ha. Đấy. Đấy à, hàng bãi xuất Nhật không? Cả tem của Nhật đóng luôn ha. Đấy. Con này thì được sản xuất tại Mỹ ha anh em ha. Đây, Made in USA ha. Và có duy nhất một con luôn. Đấy, điện áp thì 100 đến 120 vô tư luôn ha. Con này thì em bán trên kênh cũng nhiều. Hôm nay em đi giới thiệu và báo giá cho anh em xem tham khảo và nghiên cứu ha. Con này thì giá 4,5 triệu ha. Rất là đẹp, một con mixer rất là đẹp. Bao anh em xài cái này không có rột rẹt, không lỗi lầm gì hết không. Nói chung là rất là đẹp. Thì anh em nào có yêu cầu thì mình sẽ vào Zalo, mình sẽ nói chuyện riêng sau ha. Hình ảnh Zalo chi tiết tích hàng đồ đầy đủ. Con này thì con Mackey 1202. Con này em hiểu sao bên đó nó làm mất mấy con ốc này. Mất mấy con ốc nhỏ đây này à, anh em thấy không? Đây rồi này. Mai em sẽ kiếm ốc gắn vào. Mới về khui ra làm vệ sinh thì em đã phát hiện là nó mất mấy con ốc rồi ha. Con này thì cũng là con cực kỳ cổ điển, trước đời 1202 VLZ ha. Con này cũng sản xuất tại Mỹ luôn ha, chạy điện áp 100 đến 120. Đấy, con này là Made in USA nè anh em ha. Đó, những con hàng Mỹ này thì bây giờ phải nói là nó ra đời rất là lâu, từ những năm 91 đến 99 ha. Ra quá lâu luôn. Mà nó còn đẹp như thế này thì anh em cũng an tâm về chất lượng ha. Đấy, nói chung là hàng xuất Nhật nên điện áp đều là 100V hết ha. Mỹ thì xài 120, Nhật thì xài 100. Quên, em báo giá con này luôn nha. Con này tình trạng là nó mất mấy con ốc này này. Anh em giờ kiếm ốc kén vô hoặc là em kiếm ốc kén vô được, nhưng mà không phải là ốc riêng của nó. Bởi vì ốc riêng của nó thì chịu chết. Ốc riêng của nó thì bó tay trong con. Cái nước tháo con khác kén qua thôi. Chơi giờ kiếm đồ rè ốc này nữa ha. Thôi nó mất ốc như thế này, nói chung là tình trạng hoạt động hoàn hảo. Em đã test rồi nè, em muốn lên kênh ấy, hoạt động hoàn hảo thôi. Thì con này em bán giá rẻ cho anh em nghịch. Em bán với giá là 3,300,000 ha, vậy cho anh em nghịch ha. Ok. Tiếp theo nữa là một em Mackey 1402 VLZ Pro. Một con mixer cực kỳ nổi tiếng. Con này thì chất âm nhạc của nó là phê. Nhạc của nó là cực kỳ nó là khó diễn tả, nói chung là hai từ xuất sắc, rất là hay. Tại cái dòng này là anh em đi làm show luôn mà. Dòng này nó có tổng cộng là 14 like. Đấy, 14 like ra vào. Đó, qua bao nhiêu năm tháng giải dầu như này mà em còn đẹp như này là cũng dữ rồi không? Đấy, mặt sâu em quay cho mặt sâu từng chi tiết một. Đến em xem hàng đẹp hay xấu quyết định xuống tiền ha. Con này cũng là được sản xuất tại Mỹ luôn ha. Made in USA. Tem battery đầy đủ. Và con này cũng là con hàng xuất Nhật luôn ha. Xuất Nhật là họ đều đóng cái tem bát ở dưới đấy hết không. Đấy. Con này thì bán cũng nhiều rồi ha. Giá 5 triệu đồng ha. Giá 5 triệu cho một con Mackey 1402 vừa lấy giá rồi ha. Quên em nói chỗ này nữa. Con này là nó mất cái nút này nè. Cái nút này em làm vệ sinh, em lau chùi rồi xịt bụi cho nó bay, nó mất tiêu. Em phải kiếm cái nút khác em gắn vô, nhưng mà nó cũng 9 với 10 ha. Anh em gắn vô như này là không ai biết đâu. Đấy, bà Đam Anh nhìn vô là không ai biết. Đấy, em thì có sao nói vậy, mất nút thì kêu mất nút. Cho nên em về nói sao like nút mà không báo nữa anh em biết, để là anh em quyết định xuống tiền ha. Và tiếp theo nữa là một em Mackey Onyx, dòng cao cấp nhất của hàng Mackey không. Trong cái thời điểm giai đoạn năm 2015 ha. Đấy. 2012 đến 2015 thì dòng này ra đời này. Chạy chip Onyx rồi em nó. Con này hát mọc nói mọc nó vẫn hay rồi. Bởi vì chip cao cấp của hãng Mackey rồi ha.
Con này thì không cần giải thích nhiều về chỉ có vấn đề là giá thôi không? Độ đẹp, độ sang của em nó thì quyết định về giá thôi không? Em quay như thế này thì anh em nhìn thấy nó sạch, nó đẹp cỡ nào không? Quá VIP luôn không? Đấy, anh em thấy chưa? Đẹp không? Quá đẹp luôn hả? Đấy. Quay bên hông nữa nè. Đấy. Nó có trải trải chút xíu vô đây thôi ha. Đấy. Không đáng kể. Đấy, tem Bacchery đây ha. Con này thì được sản xuất tại China ha. Đây. Cũng hàng Mackie nhưng mà được sản xuất tại China, vừa thì nó ra đời sâu. Ra đời năm những năm đó thì sản xuất tại China, nhà máy họ đặt tại China thì sản xuất tại China. Nhưng mà đều là hàng công ty chính hãng của Mackie ha, chứ không phải là hàng ếch nhái đâu ha. Đấy, anh em nhìn thấy cái bờ giày của con Mixer nhìn thấy ngầu không? Quá pro luôn không? Quá VIP luôn. Con này nó hơi chạy tí tí xíu đây, em bán giá rẻ cho anh em nghịch ha. 8 triệu ha, mấy con trước thì đẹp thì 8 triệu rưỡi. Con này thì nó hơi có một vết chạy rồi đó thôi. Con này đều là hàng xuất nhập thật không? Đây. Con này là điện áp 100 đến 120 ha. Bên Nhật nhưng mà thực sự là nó nguồn Autovolt đấy anh em. Autovolt thì 100 đến 24 về Việt Nam mình dùng tốt ha. Đấy. Con này em bán với giá 8 triệu ha. 8 triệu đồng. Một con Mackie Onyx 1220. Và em cuối cùng là một em Mackie Pro FX8. Con này thì cũng sản xuất hàng của Mỹ nhưng sản xuất tại Trung Quốc. Đấy. Em quay một vòng thì thấy đẹp rồi ha. Đấy. Tem bách nó đây ha, đầy đủ. Có cộng USB kết nối máy tính để ghi âm hay là mix nhạc là bình thường ha. Và con này đặc biệt hơn mấy con kia là nó có effect. Bốn con kia là không có effect, nhưng con này có hiệu ứng 13, hiệu ứng 16 kênh effect, có airway laser. Này em test effect cho anh em nghe này. Ví dụ bình thường mình đẩy cái fader effect xuống là nó không có này. Đấy, tiếng này là mình test tiếng mic mặt rồi ha. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lên. Đây là cái tiếng mic mọc ha. Giờ mình chọn effect lên này. Lên 1 1 2 3 4 5 6 10. Đó. Cái kênh 13 này là cái kênh effect ha. Kênh effect delay 1 ha. Ví dụ anh em không thích delay mình chơi lên con số 14 là delay nó sẽ dài hơn, chậm hơn. Lên 1 2 2. Rồi tiếp theo nữa là ví dụ như anh em không thích effect thì thích reverb đi ha. Reverb thì mình bật qua kênh số 8 đi ha. Số 8 là cái kênh Catcher Radio ha. Kênh số 8 đây ha. Thử cho anh em nghe tiếng reverb này. Lên 1 2 10 lên 2. Đó, tiếng reverb rất là vọng, rất là dài. Một con mixer rất là hay à. Nếu mà phân khúc anh em làm karaoke gia đình kẹo kéo hay là show nhà tiệc nhỏ mà đánh không cần band, đánh một cây organ với lại dài tay micro thì làm con này là nhất luôn. Em thấy con này rất là hợp lý, bởi vì sao, nó có effect số giải mã 32 bit cũng rất là cao ha. Đấy, 32 bit. Rồi tiếp theo nữa là có cái bộ airway laser chỉnh cho tổng thể cái bàn mixer, rồi tất cả đầu vào hộp âm đưa vô đây thì đều qua bộ filter của airway laser đó không, và đồng thời là có cái này phát nữa thì tuyệt vời rồi ha. Và con này thì giá nó là 7 triệu đồng ha. Đấy, nãy giờ em cũng báo giá sơ qua hết rồi. Người anh em nào có nhu cầu mua sắm những thiết bị cho nhà mình thì vui lòng liên hệ cho ý ngoài địa chỉ này ha. Rồi, rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.